Jenny xin kính chào quý khán giả của Đài Truyền hình Việt Mỹ. Chương trình tin tức của Đài Truyền hình Việt Mỹ gồm các tin chính sau đây. Nhật phản đối tàu than của Trung Quốc tại biển Hoa Đông. Ông Lope Obrador cam kết tìm kiếm quan hệ hữu nghị với Hoa Kỳ. Bắc California xảy ra cháy rừng lớn gần Sacramento. FBI chặn đứng âm mưu đánh bom vào ngày July 4. Việt Nam phản đối bản đồ Facebook trao Trường Sa, Hoàng Sa cho Trung Quốc. Và sau đây là phần tin thế giới. Nhật đề nghị Hoa Kỳ hợp tác chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đang ở thăm Tokyo vào hôm 29 tháng 6, đã đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thực hiện chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Ông Abe nói quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật không chỉ mang lại hòa bình và an toàn cho Nhật Bản, mà còn là trụ cột hòa bình và ổn định trong khu vực. Về phía Mỹ, ông Mattis cho biết là Washington luôn coi Nhật là đồng minh ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại và bày tỏ mong muốn quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển. Hãng Kyodo trích một nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản vào ngày 29 tháng 6 cũng cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ có chuyến công du đến Nhật vào đầu tháng 7 và sẽ gặp Thủ tướng Abe. Theo dự kiến, ông Ngoại trưởng Mỹ đến Triều Tiên vào tuần sau trước khi đến Nhật Bản vào ngày 7 đến 8 tháng 7. Tokyo cũng nêu mong muốn được biết về các cuộc hội đàm giữa ông Pompeo và các quan chức Bình Nhưỡng và khẳng định hợp tác nhằm giải quyết vấn đề các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc những năm 1970 và năm 1980, thưa quý vị. Nhật phản đối tàu khoan của Trung Quốc tại biển Hoa Đông. Nhật Bản đã phản đối Trung Quốc vì đưa một tàu khoan khí đốt vào hoạt động trong vùng biển tranh chấp Hoa Đông. Chính phủ Nhật Bản lên tiếng vào hôm thứ Sáu, ngày 29 tháng 6. Nhật Bản và Trung Quốc đã đồng ý cùng nhau khai thác các mỏ khí trong khu vực này và vào năm 2008, nhưng các cuộc đàm phán đã ngừng lại sau đó. Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói tại một cuộc họp báo rằng thật đáng tiếc vì Trung Quốc tiếp tục khai thác đơn phương tại vùng biển này khi mà ranh giới hàng hải giữa Nhật Bản và Trung Quốc chưa được thống nhất. Ông Suga nói Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc giục Trung Quốc trở lại các cuộc đàm phán. Mối quan hệ giữa hai quốc gia đã được cải thiện trong những năm gần đây sau khi căng thẳng xảy ra vào năm 2012, khi Nhật Bản quốc hữu hóa cụm đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư ở biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền, thưa quý vị. Tin Malaysia, thêm nhiều thành viên nội các tuyên thệ nhậm chức. Vào ngày 2 tháng 7, thêm 13 tân bộ trưởng của Malaysia đã tuyên thệ nhậm chức trước quốc vương nước này Sultan Muhammad Đệ Ngũ, sau khi 13 bộ trưởng đã tuyên thệ trước đó. Như vậy là gần 2 tháng sau khi Liên minh Hy vọng PS giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 9 tháng 5. Danh sách nội các đầy đủ gồm 51 người, bao gồm Thủ tướng Mahathir Mohamad, Phó Thủ tướng Wan Aziza Waz Ismail, 26 bộ trưởng và 23 thứ trưởng. Theo phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Kuala Lumpur, trong số danh sách trên, ông Mohamad Sabu thuộc đảng Amana giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Muhyiddin Yassin thuộc đảng Người dân bản địa Malai, thống nhất gọi tắt là PPBM, đứng đầu Bộ Nội vụ. Ông Lim Quang An thuộc đảng Hành động Dân chủ DAP làm Bộ Tài chính. Và ông Saifuddin Abdullah thuộc đảng Công lý Nhân dân gọi tắt là PKR làm Bộ trưởng Ngoại giao. Phó Thủ tướng Wan Aziza Wan Ismail thuộc đảng PKR kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Phụ nữ, Cộng đồng và Phát triển của gia đình. Đáng chú ý là hai nữ bộ trưởng Teresa Koch và
GOP, Yen thuộc Đảng Hành động Dân Chủ DAP, lần lượt phụ trách Bộ Công nghiệp và Bộ Đổi mới, Công nghiệp và Khoa học. Ông C.S. Sadiq, C.S. Adun Rahman thuộc Đảng PPPM sẽ lãnh đạo Bộ Thanh niên và Thể thao, trở thành bộ trưởng trẻ nhất trong nội các có mới có 25 tuổi. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số vị trí để trống, bao gồm một vị trí bộ trưởng và ba vị trí thứ trưởng. Những vị trí này được cho là dành cho những người sẽ được bổ nhiệm làm nghị sĩ sau này, thưa quý vị. Điểm tin sau đây cũng có liên quan đến Mã Lai. Mã Lai phong tỏa hơn 400 tài khoản ngân hàng liên quan đến OneMDB. Hãng Reuters đưa tin lực lượng đặc trách điều tra vụ bê bối tại quỹ đầu tư Mã Lai OneMDB ngày 2 tháng 7 cho biết đã phong tỏa 408 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 1,1 tỷ ringgit, tức là khoảng 272,4 triệu đô la, như là một phần của cuộc điều tra. Các tài khoản nói trên có liên quan đến 81 cá nhân và 55 công ty được cho là đã nhận tiền từ OneMDB. Các tài khoản này có dính líu đến việc biển thủ và lạm dụng công quỹ tại OneMDB. Cũng liên quan đến vụ điều tra OneMDB, cùng ngày 2 tháng 7, Ủy ban chống tham nhũng Mã Lai gọi tắt là MAC đã triệu tập ông Ahmad Zadif Hamidi, là chủ tịch của Đảng Mặt trận Dân tộc Mã Lai Thống nhất, gọi tắt là UMNO, đến trụ sở để thẩm vấn. Trước đó, hồi tháng 5, thì cựu thủ tướng Najib Razak và phu nhân đã bị MAC triệu tập để phục vụ cho cuộc điều tra này, thưa quý vị. Điểm tin sau đây là cũng có liên quan đến Mã Lai. Xảy ra một vụ lật thuyền chở người di cư trái phép ở ngoài khơi Mã Lai. Ít nhất là một người đã bị thiệt mạng và 18 người mất tích sau khi một chiếc thuyền chở hàng chục người Indo di cư trái phép bị lật ngoài khơi Mã Lai. Giới chức cơ quan thực thi hàng hải Mã Lai gọi tắt là MMEA cho biết là chiếc thuyền bị lật vào tối 1 tháng 7 khi đang chở 44 người ở ngoài khơi của bang Johor thuộc miền nam của nước này. Chiếc thuyền đang trên hành trình từ đảo Batam, Indonesia đến Tanjung Penawa thuộc bang Johor của Mã Lai. Lực lượng chức năng đã cứu được 25 người, một người phụ nữ đã thiệt mạng, hiện còn 18 người vẫn đang mất tích và lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm và cứu hộ. Theo tuyên bố của lực lượng bảo vệ bờ biển Mã Lai, gần 150 nhân viên thuộc nhiều cơ quan chính phủ Mã Lai cùng 7 chiếc tàu thuyền và một máy bay trực thăng đang tìm kiếm những người mất tích ở khu vực rộng hơn 510 km2. Bên cạnh đó, thì giới chức Mã Lai cũng đã đề nghị Singapore và Indonesia tìm kiếm trong lãnh hải của nước này, thưa quý vị. Tin Thái Lan. Thái Lan tìm thấy đội bóng thiếu niên mất tích trong hang động. Giới chức tỉnh Chiang Rai, Thái Lan vào ngày 2 tháng 7 cho biết, sau 9 ngày mất tích trong hang Tham Luang, một hang động ngập nước ở tỉnh này, các đội cứu hộ đã tìm thấy 13 thành viên đội bóng thiếu niên vẫn còn sống. Tỉnh trưởng Chiang Rai, Narongsak, xác nhận đội cứu hộ đã tìm thấy 12 nam thiếu niên tuổi từ 11 đến 16 cùng huấn luyện viên 25 tuổi mất tích từ tối 23 tháng 6, tất cả đều an toàn. Theo ông Narongsak thì lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ chặt chẽ cho đến khi họ có thể di chuyển khỏi hang. Lực lượng cứu hộ đã triển khai hoạt động tìm kiếm từ ngày 24 tháng 6 ngay sau khi phát hiện xe đạp cùng giày đá bóng của đội hiện tại miệng hang của Tham Luang. Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Thái Lan, gọi tắt là Navy SEAL, cũng đã có mặt ngay từ đầu tham gia cứu hộ. Ngày 27 tháng 6, theo lời đề nghị của chính phủ Thái Lan, 30 lính đặc nhiệm Mỹ với trang thiết bị chuyên dụng thuộc Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và một nhóm lặn người Anh đã bắt đầu tham gia tìm kiếm cứu hộ. Nằm trong công viên rừng Tham Luang Khunam Na Noon, hang động Tham Luang là một địa điểm du lịch mạo hiểm ở Thái Lan và thường đóng cửa vào mùa mưa kéo dài từ tháng 7 đến tháng 12 ở các quốc gia châu Á này, thưa quý vị. Theo quy định thì du khách vào hang chỉ được phép đi sâu tối đa là 700 mét. Tuy nhiên, lực lượng chức năng Thái Lan xác định đội bóng trên đã đi sâu hơn quy định, thưa quý vị. Thủ tướng Ấn Độ lên án vụ tấn công khủng bố ở Afghanistan. Hãng PTI đưa tin là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 2 tháng 7 đã lên án vụ tấn công khủng bố ở Afghanistan. Coi đây là một vụ tấn công nhằm vào cấu trúc đa văn hóa của nước này. Ít nhất là 19 người, trong đó có những người theo đạo Hindu và Sikh, đã thiệt mạng trong vụ nổ ở thành phố Jalalabad của Afghanistan vào ngày 1 tháng 7. Trên trang mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Modi viết rằng chúng tôi cực lực lên án các vụ tấn công khủng bố ở Afghanistan vào ngày 1 tháng 7. Đây là vụ tấn công nhằm vào cấu trúc đa văn hóa của Afghanistan. Thủ tướng Modi còn khẳng định Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Afghanistan trong thời điểm đau buồn này. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma cho biết là bà sẽ gặp thân nhân của các nạn nhân trong tối 2 tháng 7. Trên trang Twitter, bà Swaraj cho hay là tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố.
ở thành phố Jalalabad của Afghanistan, thưa quý vị. EU tiếp tục cuộc chiến pháp lý với Ba Lan về cải tổ tư pháp. Vào ngày 2 tháng 7, Ủy ban châu Âu EC đã mở hồ sơ pháp lý mới nhằm vào Ba Lan do lo ngại những thay đổi mà Warsaw áp dụng với tòa án tối cao nước này có thể làm suy yếu tính độc lập của cơ quan này cũng như tính thượng tôn pháp luật, hai nguyên tắc chủ chốt của Liên minh châu Âu EU. Theo kế hoạch, từ ngày 3 tháng 7, Ba Lan sẽ chính thức áp dụng luật mới cắt giảm 1/3 số thẩm phán tòa án tối cao, trừ phi có lệnh đặc biệt từ Tổng thống Andrzej Duda. Trong một thông cáo, EC nêu rõ cơ quan này ủng hộ quan điểm rằng những thay đổi trên có thể làm suy yếu nguyên tắc độc lập của tòa án, trong đó có vai trò bất di bất dịch của các thẩm phán. EC cho Ba Lan thời hạn 1 tháng để phản hồi về quyết định mở hồ sơ pháp lý mới của EC. Trong khi đó, thì phát biểu trên truyền hình cùng ngày, Ngoại trưởng Ba Lan Jacek khẳng định những gì quốc gia này đang làm ở thời điểm hiện tại là hoàn toàn đúng đắn. Bộ luật này hiện có tính ràng buộc, do đó Ba Lan sẽ không thay đổi, thưa quý vị. Tin liên quan đến Pháp, vượt ngục bằng máy bay trực thăng tại Pháp. Một tay gangster nổi tiếng nước Pháp đang tại đào sau khi 3 tổng phạm vũ trang đầy đủ đáp một máy bay trực thăng xuống nhà tù nơi phạm nhân bị giam giữ và bốc phạm nhân này đi. Phạm nhân Redouane Faye, 46 tuổi, đang thọ án 25 năm tù về tội giết một nhân viên cảnh sát trong một vụ cướp thất bại hồi năm 2010. Đây là vụ vượt ngục bất thường đòi hỏi một cuộc đột kích được chuẩn bị kỹ càng. Bộ trưởng Tư pháp Nicole Belloubet nói, toán đột kích này có lẽ đã dùng máy bay không người lái. Nghiên cứu khu vực, cuộc điều tra tư pháp đang được tiến hành sẽ chắc chắn nói như vậy. Và đây là cuộc vượt ngục ngoạn mục. Phạm nhân Faith được người em đến thăm tại nhà tù Real gần Paris khi máy bay trực thăng đáp xuống sân nhà tù. Hai người đàn ông mặc trang phục đen rời máy bay trực thăng và sử dụng lựu đạn khói và máy chuyên dụng xông vào phòng khách của trại giam nơi ông Faith đang gặp người em đến thăm, thưa quý vị. Tin Mexico, ông López Obrador cam kết tìm kiếm quan hệ hữu nghị với Hoa Kỳ. Reuters đưa tin là Tổng thống đắc cử Mexico López Obrador vào ngày 2 tháng 7 cho biết ông sẽ tìm kiếm quan hệ hữu nghị với Hoa Kỳ dựa trên hợp tác và phát triển. Trong phát biểu sau khi có thông báo của cơ quan bầu cử quốc gia Mỹ NENE về kết quả kiểm phiếu sơ bộ chính thức, theo đó thì ông Obrador giành được 53% phiếu ủng hộ. Ông Obrador khẳng định là xóa bỏ nạn tham nhũng sẽ là sứ mạng hàng đầu của ông. Ông Obrador cho biết ngày 2 tháng 7 ông sẽ triệu tập các đại diện của Liên Hiệp Quốc và nhóm dân quyền để thiết lập một kế hoạch hòa giải và hòa bình cho Mexico. Ông cũng cho rằng biện pháp tốt nhất là nhân văn, nhất là để đối phó với bạo lực đến từ nỗ lực xóa bỏ tình trạng đói nghèo. Trước đó thì trong các chiến dịch vận động tranh cử, ông Obrador, 64 tuổi, đã cam kết với cử tri sẽ giảm bớt sự phụ thuộc của kinh tế Mexico vào các cường quốc, đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng và tăng cường đầu tư cho an sinh xã hội, duy trì trật tự an ninh, tái thiết quốc gia. Theo ông, tham nhũng là nguyên nhân chính gây ra tình trạng bất bình đẳng, xã hội kinh tế cũng như tình trạng mất an ninh và bạo lực. Chính vì vậy, Mexico sẽ thoát khỏi tệ nạn này được coi là một căn bệnh đáng sợ đang hủy hoại quốc gia Bắc Mỹ này, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.